biết chắc là hôm nay chỉ một trong hai người có đến phim trường hôm nay thôi. Nhưng con rất cảm ơn ba mẹ đã dành một chút thời gian của mình, bỏ một ít công việc của mình để đến với con ngày hôm nay. Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều vì con đã từ bỏ một công việc với mức lương rất là ổn định cách đây 10 năm để chạy theo đuổi một ước mơ, đó là theo đuổi con đường nghệ thuật. Khi con theo đuổi ước mơ đó, trong kỹ năng của con hoàn toàn không có gì hết, nhưng ba mẹ vẫn là người luôn luôn cùng đồng cảm với con, giúp con, tiếp sức con trên con đường nghệ thuật rất nhiều. Con xin cảm ơn ba mẹ và xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Trong những lời chia sẻ vừa rồi, chúng ta nghe thấy cả lời cảm ơn và cả lời xin lỗi. Và bây giờ còn có cả những giọt nước mắt nữa. Xin chào bạn. Con xin chào bác ạ. Cho chị ngồi chung nhé. Em là Lợi hả? Dạ. Tại sao hồi nãy em khóc? Tại vì cách đây 10 năm em có một công việc rất là ổn định, với mức thu nhập em nghĩ là đối với cái thời điểm đó thì cái mức thu nhập đó nó hoàn toàn khá rất là cao đối với một người mà trẻ tuổi đối với như em. Nhưng đâu đó em lại từ bỏ một cái mức lương ổn định đó để đi theo đuổi cái đam mê của mình. Cho dù cha mẹ có ngăn cản, nói tại sao con lại từ bỏ một cái mức lương ổn định đối với một người trẻ tuổi như vậy để đi theo đuổi ước mơ của mình. Trong khi đó con không hề có một cái hành trang nào cho mình để theo đuổi một cái con đường mới, nhưng con dám từ bỏ. Và sau bao nhiêu lần mà năn nỉ từ mẹ, từ anh chị em, từ ba, thì em đắn đo rất là nhiều. Trong lúc đó thì em vẫn chọn quyết định của mình, đó là theo đuổi đam mê và từ bỏ một công việc ổn định đó. Em có hối hận không? Dạ có, em có hối hận. Hối hận vì mình dại dột, bồng bột, từ bỏ thu nhập nhiều người mong muốn để chạy theo cái con đường mình đam mê. Và người chia sẻ với em nhiều nhất đó là mẹ. Chị thấy mẹ đang khóc. Giờ nghe con trai mình nhắc lại những điều như vậy, bác có thương con mình nhiều lắm không ạ? Và có lúc nào mà bác quyết liệt trong cái việc là nói con mình dừng lại để mà quay trở về với một công việc nó ổn định hơn hay không ạ? Bác cũng muốn, mà tại vì con nó muốn theo nghề này nên bác mới đành lòng theo cho con. Bác mong nhất điều gì ở con mình bây giờ? Mong nhất là con mình nó theo cái nghề thuật này, mình mong cho nó ổn định, thuận lợi. Dạ. Chỉ cần ổn định thôi là đã đủ rồi đúng không em? Qua chương trình này em xin gửi lời cảm ơn đến cha mẹ em, người đã sinh em ra. Cảm ơn anh chị hai ở nhà, người luôn luôn là người đồng cảm và chia sẻ với ba mẹ trong những lúc em vắng nhà. Và gửi đến một lời xin lỗi đến cha và mẹ. Suốt 10 năm qua con đã phải vẫn còn kịp để mình thay đổi mọi điều em ạ. Hãy làm điều đó nhanh, cố gắng nhanh hết mức có thể, vì cha mẹ lớn tuổi rồi, không có đợi mình được. Một lần nữa con xin lỗi cha mẹ. Không bao nhiêu lời xin lỗi là đủ, nhưng đâu đó con nghĩ tình cảm cha mẹ dành cho con và luôn luôn đón nhận những lời xin lỗi này của con. Qua đây em có một món quà dành tặng cho mẹ. Em biết mẹ rất là thích món quà này, tại vì đó là một chiếc áo dài. Em có mang theo đây không? Dạ có.
cũng có thể tặng mẹ luôn. Đẹp lắm. Mặt này mà đi ăn tiệc là sáng nhất đêm nay luôn bác. Rất là đẹp. Dễ thương quá. Rồi, rất là có gu thẩm mỹ cho nên là lựa màu rất là đẹp, kiểu cũng rất là hợp với bác. Nhưng mà điều quan trọng nhất là hai mẹ con đã hiểu nhau hơn. Và đây mới chính là món quà quý nhất. Cảm ơn bác và cảm ơn Lợi đã đến với Lời Chưa Nói ngày hôm nay.